Hello, welcome to the English we speak today. Chào mừng các em đến với chuyên mục The English we speak. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em một từ mới nữa, đó là cybercrondiac. Từ này nghĩa là gì nhỉ? Cứ như thế này ạ. Úi chết rồi, mặt mình có mấy cái nốt này, sao lại ngứa thế này nhỉ? Mình phải lên mạng tra mới được. Google. Chắc là bạn bị bạn eczema tổ đi hắc là nấm lang ben rồi. Thôi chết rồi, nguy hiểm quá, mình phải đi khám bệnh ngay thôi, không thì mình chết mất. Không thì cái mặt xinh đẹp của mình nó sẽ biến thành một cái mặt xấu xí như thị nào mất. Đấy, đấy chính là một kiểu điển hình của cybercrondiac. Vậy cybercrondiac nghĩa là gì nhỉ? Cái từ này nó bao gồm, nó được có nguồn gốc từ hai từ. Thứ nhất là cyber có nghĩa là liên quan đến là máy tính. Thế còn hypochondriac có nghĩa là cái chứng mà bị mắc cái chứng là tự nghi bệnh, tự đoán bệnh. Vậy cybercrondriac có nghĩa là tự lên trên mạng đọc các cái trang web và tự chẩn đoán bệnh cho mình, tự hoang tưởng là mình bị những bệnh nọ bệnh kia, gọi là cybercrondriac. Thế nào là một người cybercrondriac? Hãy cho ta nghe thêm một vài ví dụ nữa nhé. There are so many medical websites nowadays. It's no wonder more and more people are self-diagnosing and becoming cybercrondriacs. Ngày nay có rất nhiều những trang web về y học ở trên mạng, thế nên là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngày càng nhiều người tự chẩn đoán bệnh cho mình và trở thành những người mà tự đoán bệnh, tự nghi ngờ bệnh, tự hoang tưởng bệnh. Ok. Another example. I was convinced that I had this really rare disease that I read about online. Turns out I just wasn't drinking enough water. Tớ đã lên mạng đọc và tớ cứ tưởng là tớ bị cái bệnh rất là hiếm gặp. Hóa ra là tớ chưa uống đủ nước. Thế thôi ạ. Yes. Các bạn biết đấy. Cô cũng rất là hay bị cái kiểu cybercrondriac thế này ạ. Cô rất là hay cybercrondriac. Nhiều lúc bị đau bụng thôi, lên mạng search ra, nào là đau dạ dày, viêm đại tràng, viêm hoành tá, viêm không phải hoành tá tràng, viêm đủ các thứ. Xong cuối cùng đi khám thì hóa ra là mình bị viêm dạ dày thật. Goodbye. So remember, don't be a cybercrondriac. Just go to see the doctor and you will know exactly how well you are. Goodbye. See you again.